Khu du lịch Lung Cột Cầu còn có một tên gọi khác là Bưng Đá Nổi. Nằm trên quốc lộ 61C, cách trung tâm thành phố Cần Thơ trên 10 km. Khu du lịch Lung Cột Cầu thuộc địa bàn ấp Nhân Thành, xã Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền. Chủ đầu tư đã biết khai thác khéo léo các yếu tố lịch sử, văn hóa trong việc định hình thương hiệu, tạo ấn tượng tốt trong lòng du khách. Bưng Đá Nổi hay Lung Cột Cầu là những địa danh dễ gợi cho người nghe sự liên tưởng về một thuở hoang sơ của vùng đất Phù Sa trẻ. Theo kết quả của khảo cổ học, trong thư tịch cổ của giới biên khảo đã khẳng định rằng cách đây khoảng 1.500 năm, nơi đây đã có người sinh sống và hình thành một nền văn hóa Hindu gốc Nam Á đặc sắc. Chữ Lung hay chữ Bưng theo phương ngữ Nam Bộ là để chỉ những vùng đất đầm lầy, trầm thủy. Người dân địa phương kể rằng, khi đào ao, đào đất, làm nền nhà ở độ sâu khoảng 2-3 mét, thì thoảng người ta bắt gặp những mảnh gốm, đồ gia dụng, sành sứ, nữ trang bằng vàng được chế tác công phu, tinh xảo. Điều này chứng tỏ cư dân cổ của vùng đất này đã hình thành một nền văn minh lúa nước rực rỡ, một nền kinh tế phồn vịnh vàng son. Theo ông Nguyễn Phạm Hoàng Việt, sinh năm 1987, chủ đầu tư khu du lịch Lung Cột Cầu cho biết, lối kiến trúc của khu du lịch theo phương châm tôn trọng tối đa nét mộc mạc, chân quê của đồng đất phương Nam, tuyệt đối không tác động vào tự nhiên khi chưa thật cần thiết. Chính điều đó đã tạo ra sự hấp dẫn cho du khách muốn hòa mình vào thiên nhiên, tạm lánh sự ồn ào, bụi bặm của phố thị trong các ngày cuối tuần hay các dịp lễ Tết. Trong không gian yên ả, văng vẳng xa xa, tiếng bìm bịp khắc khoải gọi con nước lớn, du khách có thể thoải mái mắc võng nằm đu đưa dưới những tán cây sầu riêng, măng cục, cổ thụ để nghe hương đất. Du khách có thể tham gia những trải nghiệm tuyệt vời của các trò chơi như tát mương bắt cá đồng và thưởng thức chiến lợi phẩm được chế biến ngay tại chỗ, chạy xe đạp trên cầu ván, đi cầu khỉ không tay vịn, đua xuồng, kéo co, câu cá đồng hay thưởng thức đờn ca tài tử. Ẩm thực nơi đây cũng là một thế mạnh của khu du lịch Lung Cột Cầu. Những món ăn dân dã gợi nhớ thời cha ông đã đến đây khẩn hoang lập ấp, như heo mọi quay lô, gỏi trái măng cục non trộn tôm thịt, gà ta hấp củ lùn, lẩu mắm, lẩu cua đồng, vân vân. Được biết, chủ nhân khu du lịch Lung Cột Cầu đã dành khoảng 5 hectare trên 7 hectare toàn bộ diện tích khu du lịch để trồng cây ăn trái. Chính vì vậy, du khách tham quan có những trải nghiệm rất thực như đang thăm vườn nhà của chú Ba, thím Bảy nào đó, chứ không phải một khu du lịch chuyên nghiệp. Bên cạnh việc cảnh quan được giữ gần như nguyên vẹn nét mộc mạc hoang sơ, thì các trò chơi vận động của khu du lịch Lung Cột Cầu cũng rất hấp dẫn vì rất đa dạng, an toàn. Vào các ngày nghỉ, các học sinh, sinh viên và các bạn có thể đến đây tham gia các trò chơi vui nhộn, thưởng thức các món ăn ngon, giá cả lại vừa túi tiền eo hẹp của sinh viên, nhất là nơi đây lại không bán vé vào cổng. Ông chủ Lung Cột Cầu cho biết, trong kinh doanh, tất nhiên ai cũng đặt yếu tố lợi nhuận lên hàng đầu. Tuy nhiên, việc kinh doanh du lịch lại không thể tách rời yếu tố văn hóa bản địa. Với mong muốn quảng bá đặc sắc văn hóa của quê hương mình, nên khu du lịch Lung Cột Cầu kinh doanh theo hướng mở. Người ít tiền, thậm chí không tiền, vẫn được vào, vẫn được chào đón. Cái được của chúng tôi trong việc miễn phí vé vào cổng là tạo thiện cảm cho du khách, vì mỗi người khách đều rất có thể trở thành đại sứ quảng bá hình ảnh
cho khu du lịch chúng tôi trong tương lai. Lợi nhuận và tiền lương cho nhân viên nằm trong các dịch vụ bổ trợ. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng ngắm một số cảnh đẹp ở Lung Cục Cầu phần 1 nhé. Cảm ơn quý vị. Thank you.